Lại tiếp tục chia sẻ cái mô hình chăn nuôi dê nha cả nhà. Đây, đầu tiên là ngoài vườn đây trồng cỏ đây. Cây son cùng các loại cây đây, cây mít, cây gì đây. Đấy. Đấy. Bên này là vườn nhà này. Bên này vô xịt ít cỏ, nên nó lại xì mầm nữa. Mấy cái chồi cho nó chết luôn. Đấy, giá dê này lên trở lại rồi nha cả nhà. Phấn khởi rồi nha. Đây, vẫn là cái chỗ xây cây đây. Chưa xây nha, bác đang lấy cỏ ngoài cả. Lát ra quay cho cả nhà xem luôn. Đây, cái mái nè, đống cây nè. Bên này là chuồng dê. Đấy, chuối chín về cả nhà cứ dục vô cho nó ăn thôi. Đấy. Chuối này. Ăn chuối không? Đấy. Lụm liền. Đấy, thấy không? Đấy, mỗi con lụm trái liền nhai ngon lành. Đấy, nghe thấy không? Nuốt rau ráo ráo liền. Giá dê đợt này lên chín mấy trăm nha cả nhà. Dê cái thì cũng 80. Đợt vừa rồi giá dê nó xuống hơi rẻ nha. Còn có 5-70, hôm nay lên lại rồi. Bác này lại nhân đàn nữa nè. Chuồng này trước nhiều lắm cả nhà biết đã cả trăm con. Chia sẻ cái giá dê ở đây là vậy nha mọi người, không biết chỗ khác sao. Đấy, vẫn băm cây nát ra về cho nó ăn nè. Đây bên này dê con đây. Đấy, dê cày sữa rồi. Giờ mà thả mấy cái chuối kia vô là nó ăn kịch kịch liền. Chuối chín này. Dê lứa này. Hồi nào là chuồng là chất hết luôn. Một thời gian rẻ rẻ rồi bác lại bán bớt. Bây giờ bác lại gầy giống lại nữa rồi. Chuối chín bỏ cho bao nhiêu cũng hết. Đã ăn cây này. Chuồng này thì đây nguyên bầy dê sừng. Chuồng này thì từ đây tới Tết là bác lại cứ ngắt nữa mà. Đấy. Bao VIP luôn. Được cái cây. Người thấy đã không? Có một con dê đen thui. Một con trắng tươi, một con đen thui. Hai con. Dê bạch. Bạch. Bạch cúc dê à? Hắc cúc dê. Khoai lang. Để nguyên dây luôn, đang ăn. Súng nhau đang ăn. Ở đây sừng như bác để nuôi riêng cái ô này sao? Con nào cũng sừng hết. 2, 4, 6, 8, 10 cái sừng. Quá là sừng luôn. Nghe rạo 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 đã không? Ở ngoài vườn đây vẫn cỏ rồi cây sản nha, trồng xen ở trong cái vườn chôm chôm này. Bác cắt đầu tiết ở đầu trên biết đường đầu tìm, đất rộng lớn bao la. Ở bên kia thấy trái chuối này, thử coi. Đấy, xà lụm liền quá. Dê đực nè, nhìn dê đực nó muốn sừng mình luôn á. Đực mà râu nè, nhìn râu của tướng đó. Nhìn tướng gheo gớm á. Nhìn cái giống của dê nè. Còn dê giống này. Nhìn cái tướng của nó ngầu không, cặp cà phải nói là chất lượng đấy. Con này nọ kia đấy quản lý hết bằng này em cơ mà. Đấy, quản lý bằng này em nó cơ mà, đâu phải dàn dừa. Quản lý hết bằng này em nó nè, nguyên cái khu luôn nè. Rồi, giao lưu về cái giá dê, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm làm ăn nha mọi người, chỗ mọi người cho ăn như thế nào nha. Có gì rồi anh em đăng video lên để giao lưu chia sẻ nha. Ở đây thì công thức ăn uống như thế nào thì trước giờ Tấn chia sẻ nhiều rồi.
Đây, chúc mọi người luôn thành công nha. Tạm kết thúc video đây. Chuối chín rồi lum hết.